chở nguyên một chiếc xe, chở chở nguyên một xe tiền luôn nè. Xác giác hả? Nghĩ là chốt dưa lợn nó bồn. Đấy là kêu ba đốt cái thẻ credit card xuống dưới cà thôi. Giờ giờ thế hệ mới rồi nó dùng ATM không à. Dạ đó, nó tốt luôn cho nó bồn chốt. Rồi mẹ Danh đâu đi, giấy chứ. Bird jump start. You burn money. Là kiếm cái cây. Có người mình đè nó lại đừng cho nó bay. Thầy đứng che gió. Thầy đứng che gió. Đứng thầy bự con. Kiếm cái cây. Cây để mà này có gì mình đậy đè nó cho nó. Hết gió rồi. Này là check. This is check. It's cool out a little bit. What is check? So grandma have check. So she got money. Maybe she will buy your guys. You guys have a credit card or anything? Để xuống ăn. Được rồi, bye.